Em có sợ mình không có hiểu nhau vì mình có cái văn hóa khác nhau một chút, cái tiếng mình không có hiểu nhau nhiều. Không có cái gì mà mình thích nghi ngay từ đầu được, cái gì cũng phải cần sự cố gắng để mà hòa hợp với nhau được. Về cái vấn đề nói chuyện ấy, em thấy điều đó không có vấn đề gì mà phải lo cả. Có lẽ em sẽ chán khoảng 1-2 tháng, sau đó nghe cái tiếng của anh, sau đó sẽ chán muốn bỏ luôn. Cho vấn đề cho đến ngày hôm nay, anh cảm thấy anh Trung đúng là cái người mà anh đang tìm kiếm từ bữa đến giờ. Nói chuyện cũng khá là hợp, vui tính. Và anh thích những người vui tính. Vì bây giờ là mình sắp đến cái thời gian là mình gặp gia đình đúng không? Gia đình đang cảm xúc thế nào á? Khi mà hôm qua em nói chuyện với gia đình em thì mọi người đều ủng hộ. Tức là mọi người vui cho em thôi và... Có bất ngờ không? Để em đến trong cái chương trình này là xa lắm luôn. Cũng bất ngờ là không nghĩ là em sẽ đi vô sâu như vậy. Quan trọng người đấy như thế nào, người đấy có thực sự tốt với em hoặc là em cảm thấy an toàn khi mà ở bên cạnh người đấy, em có cảm thấy vui hay không là như vậy. Nếu anh muốn con sau cái chương trình này á, em có sẵn sàng hết không? Em chỉ sẵn sàng với điều kiện là anh thực sự yêu và anh em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Khi nào mình nói chuyện hôm nay á, tôi biết là khi Gia Hang muốn nghiêm túc là sẽ nghiêm túc, khi nào mà tôi cần nghe gì từ Gia Hang á sẽ nghe được á. Em không có chắc chắn với anh một điều là em sẽ là người mà hoàn hảo, xinh đẹp nhất so với những cô gái trước đây mà anh quen. Nhưng mà em chỉ chắc chắn một điều là ở bên cạnh em á, lúc nào cũng đem lại cái sức sống tràn đầy. Không phải là thua tuổi là anh thua kém tất cả mọi mặt. Anh có thể nấu ăn cho anh Trung mỗi sáng, hoặc là có thể làm một cái điều gì đấy nó xa vời hơn. Em sẽ làm anh trẻ lại. Anh không có quan tâm đến cái tuổi của anh nữa. Nếu là trẻ hơn bây giờ là trẻ lắm luôn. Anh có nghĩ là nếu là mình theo cái kế hoạch của em á, em có tự tin, em biết là em là người trẻ nhất, có lẽ em là người phù hợp với anh. Nhưng mà có nhiều ngày á, trước khi buổi lễ hoa hồng em lo lắng mà. Em lo lắng là vì lúc đấy em thực sự em với anh chưa được cảm nhận nhau nhiều. Mà bây giờ là cảm giác thế nào? Thì cảm giác là em muốn tình cảm của em và anh phát triển. Sau cái cuộc hẹn hò cùng với anh Trung trên cái vòng xoay mà nhìn được hết toàn thành phố Đà Nẵng, thì cái đêm hôm đấy về anh đã cảm giác anh đã thực sự yêu anh Trung.